Là La Trinh. La Trinh đang dùng thiết lệnh để tìm ta rồi. Anh à, nhưng trong tay chúng ta lại không có thiết lệnh, không thể trả lời lại được. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục lánh nạn mà thôi. Được thôi. Không trả lời lại sao? Là do cô ấy và người bên cạnh không có thiết lệnh sao? La Trinh huynh, điện chủ cũng đã bay lên rồi sao? Ừ, ta chắc một canh giờ sau. Vân Hải Thành, đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thế? Ta phải đi tìm người. Ngươi muốn tìm người cô gái tên là Linh Vũ Điệp sao? Hắn là gì của ngươi? Cô ấy là vợ của ta. Mặc dù bình thường mình đều gọi La Trinh là phu quân, cuối cùng vẫn chia quá đường với nhau, và cũng chỉ có Linh Vũ Điệp mà thôi. Nhưng có đặc trưng gì đặc biệt hay không, ta có thể tính ra. Để ta nghĩ thử, có lẽ cô ấy vừa bay lên không lâu, hơn nữa tụ tập công pháp hệ băng. Chỉ dựa vào những điểm này rất khó có thể tính ra, ít nhất phải có một đặc trưng duy nhất. Để ta đọc hồn cho. Đọc hồn. Đúng vậy, ta có thể biết được tin tức ở trong đầu mà không cần làm tổn thương tới linh hồn của hắn. Có thể để ta thử được không? Được, bây giờ hãy cố gắng tưởng tượng tới người đó. Dung mạo của Linh Vũ Điệp. Tộc trưởng, phiền người tính trước. Ra cho ta. Thế nào rồi? Nữ tử này quả thật là đang gặp rắc rối. Hình như thượng cổ vũ tộc đã xâm nhập vào đại giới của cô ấy. Là đại giới nào? Cô ấy bị thương chưa? Cô ta đang ở Ngọc Thanh Thánh Địa của Liên Minh Nhân Đạo, nhưng mà cô ta dường như sắp bị rơi xuống hạ giới rồi. Cái động tác này có lẽ là đang đi đánh nạn. Trốn về đại thế giới ư? Đây cũng là một cách. Có thể tính ra nơi mà bọn họ ở đại thế giới nào không? Có lẽ cô ta đang muốn quay về đại thế giới mà trước khi cô ta bay lên. Đó là nơi mà mình đã ở đại thế giới trước đây. Nhưng mà bọn họ vẫn đang bay trong thông đạo. Hình như người của thượng cổ vũ tộc cũng đang đuổi theo. Không biết tại sao thượng cổ vũ tộc lại đuổi theo không buông. Ta phải đi hạ giới tìm cô ấy. Là Trinh huynh, ta đi cùng huynh, ta cũng đi. Vậy thì bọn ta cùng đi xem sao. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Ừ, chỉ có một rắc rối mà làm phiền tới nhiều người như vậy sao? Nếu như đều đi hết thì ta cũng có thể đi cùng mà thôi. Hay các ngươi, ta vừa mới dự định sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Không dễ dàng gì mới bắt được cơ hội này. Các ngươi cùng đi tới thần nguyện cấm địa để tu hành, nhưng các ngươi lại hoàn toàn không quan tâm tới vận mệnh của vũ trụ. Đi theo bọn họ vậy, đối với bọn họ mà nói đó cũng là một phần rèn luyện. Ngươi tỉnh lại sớm như vậy ư? Kế hoạch có thể đẩy lùi sau. Tốc độ của đối phương không nhanh như vậy đâu. Rắc rối mà thượng cổ vu tộc tạo ra có lẽ sẽ ứng phó được, nhưng mà phải cẩn thận yêu dạ tộc và ma tộc. Ta không thể dự đoán được bọn họ có đứng về phía chúng ta hay không. Hiểu rồi. Nếu như mọi người đều muốn đi hạ giới thì hãy đem theo yểm nguyệt thạch này. Nó là vật cần thiết có thể khiến chúng ta loại bỏ được lực bài xích của đại giới để đi vào hạ giới. Có lẽ từ những đạo tử chúng ta đều có. Ngươi đưa cho La Trinh một viên đi. Này, đây là yểm nguyệt thạch của ngươi, đa tạ. Đây là Na Di lệnh mà ta phục chế lại từ trên trường mộng ảo, có thể di chuyển tùy ý với bất kỳ đại giới hoặc là đại thiên thế giới nào. Lát nữa ta sẽ dùng cái này để đưa mọi người tới nơi cần đến. Không ngờ lại có thứ thần kỳ như vậy. La Trinh luôn luôn cho người khác bất ngờ. Gen, nhiều năm vậy rồi, cuối cùng ta đã quay lại rồi. Hãy đi theo ta. Chân nguyên ở nơi này hình như đã ôn hòa rồi. Không chỉ ôn hòa, chân nguyên này còn rất loãng đến đáng thương. Không gian thông đạo của Vân Hải Thành. Xin hỏi là Na đại nhân sao? Cái gì mà Na đại nhân? Những người này là ai? Khí thế đều rất mạnh. Nghĩ tới mình cũng đã phi thăng lên thượng giới được vài năm rồi. Những đám canh phòng này cũng đã đổi được vài lần rồi. Na Na Trinh, Trác Nhất Phàm. Thật sự là ngươi sao? Thật sự là hắn đấy. Na Trinh quay về rồi ư? Trác Nhất Phàm, ngươi đến đúng lúc lắm. Bọn ta từ thượng giới tới, đang muốn đi xuống Vân Điện. Ta hiểu rồi, để ta dẫn đường cho. Những người này khí thế rất mạnh. Sau khi hai người này đi thượng giới cũng đã trưởng thành tới mức đáng sợ như vậy rồi sao? Ha, đây chính là nơi mà Na Trinh đã trưởng thành hay sao? Thế giới của loài kiến.
Nếu như hai người các ngươi còn lắm lời nữa thì hãy cút về thượng giới cho ta. Huynh. Ha ha. Kẻ nào lại dám gây chuyện ở Vân Điện? Vân Điện của bây giờ là đứng ở trung vực, còn có hộ tông đại trận, người bên cạnh cũng không dám dễ động vào được. Ây da, bản thân ngươi tự đi xem là biết rồi. Ha ha. Dừng tay. Hi hi, biến thành người gà nướng nhé. Tướng mạo của đứa trẻ này có vài phần giống mình. Hơn nữa, khi mình vừa phi thăng thì tiểu điệp đang mang thai. Nghĩa là đứa trẻ này là nhóc tên gì? Không nói cho ngươi biết. Có phải họ La không? Đoán xem. Ây à, tuổi còn nhỏ sao lại ăn nói như vậy chứ? Kịch. Hoa. Ai dám ăn hiếp niệm nhi của ta? Ngọc Bao à, tiểu điệp bay lên thượng giới, lại đem đến niệm nhi ở Vân Điện với ngươi mà đi. Tại sao hôm nay ngươi lại về đây, không gặp được tiểu điệp chứ? Lần này ta quay về đây chính là vì tiểu điệp. Cô ấy bị thượng cổ vũ tộc truy sát, bây giờ phi thăng trong thông đạo nghịch hành. Ta đang... Cái gì? Cái gì tiểu điệp phi thăng? Chỉ vì muốn tìm phu quân thôi sao? Sao ngươi còn dám về đây một mình hả? Con người ngươi vô tâm như vậy, ban đầu Ninh Vũ Điệp gả cho ngươi cũng đã bị mù rồi mà. Vũ trụ 10 vạn đại giới, một đại giới còn lớn hơn cả số lần so với đại thiên thế giới. Tìm kiếm một người chẳng khác gì so với một kim đáy bể. Sao có thể trách nên người La Trinh được chứ? Chuyện này quả thật không thể trách lên đầu của La Trinh được. Huống hồ bây giờ bọn ta đã biết hướng đi của Linh Vũ Điệp trong đại thiên thế giới rồi. Có lẽ ai sẽ không có vấn đề gì đâu. Thì ra ngươi và tiểu tiện nhân này là một đôi. Tất nhiên là ta quảng tiểu điệp. Tất nhiên là quảng tiểu điệp nhà ta đi 9 tầng mây rồi. Ngươi nói ai là tiểu nhân hả? Hu hu. Thôi đi niệm nhi. Mấy hôm trước con hỏi cha con đâu, ta đã nói với con, cha con là đại anh hùng của trung vực. Ngày nào quay về con có thể nhìn thấy phong thái của cha con. Bây giờ xem ra không về thì thôi đi, thì xem như không có người cha này. Ây nha, không ngờ lại trở thành như vậy rồi. La Trinh huynh đừng lo lắng, Ngọc bà chỉ là lo lắng cho điện chủ mà thôi. Từ trong phi thăng thông đạo có lẽ gần khoảng 10 ngày, lúc đó chúng ta cùng đến tìm điện chủ. Không cần tìm, chỉ cần cô ấy xuất hiện ở hạ giới, ta sẽ cảm chi được vị trí của cô ấy. Xin lỗi để mọi người chê cười rồi, ta đã sắp xếp chỗ ở cho mọi người, về sau có thể đi lại khắp nơi được. Dù sao ta cũng chưa từng đến hạ giới, đi lại nhiều một chút cũng tốt. La Trinh, lần này về hạ giới ta cũng muốn quay về Hư Ninh Tông một chuyến. Dù sao tiểu giới và những người thân khác của ta đều ở đó. Được. Không ngờ đây chính là cha ta. Ta vẫn nghĩ về sau khi thăng thượng giới cha sẽ đi tìm cha. Không ngờ cha đáng sợ như vậy. Nhìn xem cha đi chưa. Ấy à, tiểu tử này nền tảng không tồi, chỉ là quá bướng bỉnh. Tính cách như vậy phải rèn lại mới được. Có điều nó bây giờ vẫn chưa thân quen với ta, cũng không chịu dạy dỗ, ta phải nghĩ cách. Na Niệm. Cha. Niệm Nhi, cha đưa con ra ngoài chơi nhé. Chơi. Đưa con đi xem mấy chỗ hay. Đi. Đi thôi. Sắp vào rồi, nhắm mắt vào. Xoẹt. Hoa. Sư phụ nói với danh thủy chi quang rất là lợi hại, kể cả tinh thông không pháp tắc cũng không thể xuyên thấu được. Sư phụ nào? Sư phụ con họ Tông. Vậy có lẽ là Tông Nhuệ rồi. Không ngờ thần văn thuật của Na Niệm là học được từ Tông Nhuệ. Wow, ca cao quá. Cha, nếu cứ bay như vậy có nên được thượng giới hay không? Ngọc bà nói mẹ ở thượng giới. Vậy chúng ta cứ bay lên thế này, có thể tìm được mẹ hay không? Mẹ sẽ quay về thôi. Vậy mẹ bao giờ quay về? Có lẽ sẽ không lâu đâu, nhiều nhất là khoảng nửa tháng. Niệm Nhi nhất định sẽ được gặp mẹ. Tốt quá rồi, cảm ơn cha đã đưa con đi chơi. Về sau phải đưa con đi chơi thật nhiều. Hy vọng tiểu điệp quay về bình an, đừng xảy ra chuyện gì trong phi thăng động. Trong phi thăng thông đạo. Cha. Võ giả sao lại phải tu luyện? Để bảo vệ người bên cạnh mình, để trở nên mạnh hơn. Sao lại phải trở nên mạnh hơn? Ta cũng không biết. Tìm kiếm đáp án này không phải là chuyện dễ dàng. Đợi về sau con biết rồi,
con sẽ nói cho cha, con không sợ khó khăn. Đã 10 năm ngày rồi, Tiểu Điệp sao vẫn chưa quay về? Thần quốc đại lục, đại vũ thần quốc, quốc chủ Vạn Tuế, đại vũ thần quốc tân quốc chủ Lưu Dương. Wow, thiên địa quốc chủ, dị tượng này thích hợp quốc chủ đăng cơ. Đúng vậy là điểm lành. Công bằng hết cho ta, những dấu chấm đen này đều là võ giả. Tuy ta không nhìn rõ tu vi của những người này, nhưng có lẽ họ là đi ngược phi thăng thông đạo mà xuống đây, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thực lực của những người này vượt xa ta, kém nhất cũng là thần hải cảnh. Họ đến hạ giới làm gì? Nhìn họ hình như đều đang bị thương. Người đi đầu bị thương rất nặng. Lẽ nào họ đang bị truy sát? Thành này thuộc về thế lực nào? Đây có lẽ là thần quốc đại lục, là thế lực của nhân tộc. Tuy ta từng đến nơi này, nhưng nghe Trinh nói đại lục ở đây vô cùng đặc biệt. Trung gian là lợi lục hải trình tròn, vừa rồi ở trên cao nhìn thấy thần quốc. Tại hạ Lưu Dương không biết các vị giáng lâm đại vũ thần quốc ta là có chuyện gì. Bọn ta nếu giúp được gì thì sẽ dốc hết sức. Các vị đại năng, đại vũ thần quốc sao? Ta là Linh Vũ Điệp, điện chủ của trung vực Vân Điện. Linh Vũ Điệp của Vân Điện, nhiều năm trước đây khi Hoa Thiên Mệnh tới đây du lịch đã nhắc tới điện chủ của bọn họ, không ngờ đã phi thăng rồi. Điện chủ tiến tăng lần nãy tại hạ đã nghe qua, chỉ là không biết sau khi điện chủ phi thăng tại sao lại quay về hạ giới. Thật sự không giấu gì, trong thông đạo phi thăng có kẻ địch truy đuổi. May mà công chủ dùng điện thiên địa phong lại, muốn phá đi cũng cần một khoảng thời gian. Chúng ta chỉ hy vọng mượn nơi này để nghỉ ngơi rồi tiếp tục nghĩ cách sau. Những người này quả nhiên bị truy sát mà tới, hy vọng bọn họ có thể sớm rời đi, đừng để những người truy sát họ tới đây gây phiền phức cho thần quốc. Mời các vị đi bên này. Đi thôi. Tiểu Điệp về rồi, chính là ở đại vũ thần quốc. Ta phải nhanh chóng tới thần quốc đại lục. Được, bọn ta sẽ đi cùng. Niệm Nhi cũng muốn đi. Niệm Nhi, ở nhà đợi ta về là được. Ngọc bà là phiền bà rồi. Nào Niệm Nhi ngoan, chúng ta đi làm cái gì? Mấy ngày trước ở trong gió bão tu hành bạo loạn tinh hải, vết thương vẫn còn chưa lành, ai mà biết. Dặn dò của bốn gia các ngươi quên rồi sao? Các ngươi vốn dĩ nên giúp đỡ cho ta, ai giúp đỡ cho ai, cuối cùng thì ngươi vẫn thua hắn mà thôi. Đó là do ta không dốc hết sức lực. Thôi rồi thì thôi, Na Trinh chưa chắc đã dùng hết sức. Cái tên gia hỏa Na Trinh kia lại không đem ta sao? Ngươi xem cái thực lực của đám gia hỏa kia, gọi thêm ngươi đi là giúp đỡ hay là dối chuyện nữa đây? Tốt xấu gì ta cũng có thể cho thấy cách chạy thoát thân mà. Ây nha, người đồng hành cùng ngươi đâu rồi? Hắn nhìn qua đây làm cái gì? Cái gì mà gọi là người đồng hành của ta? Ha ha, ngươi không phải là hòa thượng chuyển thế hay sao? Đó cũng là một hòa thượng rồi. Không biết, nhưng mà ta cũng cảm thấy tiểu hòa thượng kia rất là đặc thù. Không biết tại sao, ta cảm thấy Phật tâm bản thân cứ đập liên tục, đột nhiên cảm giác gần gũi lại xuất hiện. Không ngờ khi quay đầu lại nhìn thấy cô ta. Cô ta cũng được xem là Phật môn chuyển thế sao? Mà thôi, dù sao trong thời gian ngắn cũng không thể rời khỏi nơi này. Trước tiên phải giúp Na Trinh giải quyết vấn đề rồi quay lại xem tiếp vậy. Thứ trước chính là bạo loạn tinh hải rồi. Chúng ta đi ven theo sát biên giới của bạo loạn tinh hải, tiến về phía trước, cố gắng không đi qua trung tâm do bão của nó. Sau một ngày thì chúng ta có thể tới nơi rồi, đi theo ta. Hoàng cung đại vũ thần quốc. Úp. Ây à, mặc dù mỗi lần như vậy có tranh thủ thêm vài canh giờ, nhưng mà cứ những lần đầu này cứ lặp đi lặp lại khiến người ta thật sự thấy rất là phiền phức. Mình đã hồi phục được 7 tầng rồi, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Sau khi nghỉ ngơi chúng ta sẽ đi về đâu? Ta cũng chưa nghĩ ra, cứ đi một bước rồi tính một bước vậy. Ta cảm thấy những người thượng cổ vũ tộc này đột nhiên xuất hiện phi thăng tỉnh, có lẽ không phải là để chặn đường chúng ta. Thật ra ta cũng cảm thấy như vậy. Hạ phương của phi thăng tỉnh
chính là nối liền phi thăng thông đạo. Mà phi thăng thông đạo lại nối với đại thiên thế giới của Hạ Phương. Chính là trong đại thiên thế giới này có thứ gì mà khiến vu tộc thượng cổ để ý tới sao? Ta nhớ ra rồi, trong cái đại thiên thế giới này hình như cũng có sự tồn tại của thượng cổ vu tộc. Cái gì? Thực lực mà thượng cổ vu tộc này che giấu cũng có thể là đại thế lực lớn mai phục trong đại thế giới này là có ý nghĩa gì chứ? Vậy thì ta không biết rồi. Na Trinh vẫn đang ở thượng giới, nếu như có huynh nhớ giúp đỡ thì tốt rồi. Các vị thượng cổ vô tộc đã sắp đổi tới đây rồi, trong chúng ta cần một nhóm tử sĩ dùng để đánh chết thượng cổ vũ tộc. Chỉ có như vậy thì những người khác mới có thể tiếp tục sống. Làm sao bây giờ? Đã nhanh như vậy mà đã đuổi tới đây rồi sao? Ở đây chả cũng chết mà thôi, ra ngoài làm tử sĩ cũng chết nhiều thôi. Ta còn có cả ta, đủ rồi, 300 người là đủ rồi. Mọi người nghe theo hệ lệnh của ta sẽ bố trí không gian thanh ma trận. Mọi người chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt 3 trận là được, 300 trận là được. Ninh Vũ Điệp, ngươi đem theo 700 người còn lại nuôi giữ hoàng cung. Mặc dù thực lực của ta không bằng đa số các đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Địa, nhưng cũng có thể giúp đỡ, ta cũng sẽ gia nhập. Ban đầu ta đã đồng ý với Ngọc Thanh Thánh Địa thành chủ là phải bảo vệ tốt cho ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn được giúp đỡ nuôi giữ xung quanh chi viện cũng được. Ta biết rồi. 6 canh giờ sau. Viên là cái gì? Ầm ầm ầm. Đến rồi. Xe tuyệt đối đừng buông lỏng vào lúc này. Thứ đó khó nhất chính là cái đầu lâu nhỏ bị nguyền rủa phía sau. Cút. Xác xác xác. Vùn. Không được, cái thứ này còn cứng hơn cả sức mạnh tế áp của không gian nữa. Giết. Ầm ầm ầm. Người ở trong trận trung tâm rốt cuộc là thực lực như thế nào? Thần cúc đạo lực chúng ta không hề có cao giai vậy. Không gian pháp tắc thạch bi tu luyện, nhưng trong sách cổ có ghi chép lại không gian pháp tắc được sắp xếp pháp tắc phạm vi tầng 8 với tầng 9. Người này là giới chủ trong truyền thuyết sao? Sợ là như vậy, giới chủ đều bị truy sát. Vậy thì ở thượng giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không được nữa rồi. Chân nguyên ngọc cũng mất rồi. Kiểu công chủ, làm sao đây? Chúng ta đã không có đủ chân nguyên rồi. Chỉ đành phải cố hết sức mà thôi. Mình đã đem hết tất cả sinh linh của thế giới bên trong cơ thể tách ra chân nguyên, nhưng mà vẫn không đủ dùng. Kiểu công chủ còn có bọn ta, các ngươi đi đi. Tình hình bây giờ, cho dù có thêm người, cũng chỉ hao tổn sức lực mà thôi. Nhưng mà bọn ta không còn nơi nào để đi. Đúng vậy, chỉ có thể ở đây quyết chiến một trận sinh tử mà thôi. Ta biết rồi, vậy thì hãy đưa chân nguyên của các ngươi cho ta. Rõ. Quả nhiên chân nguyên tiêu hao rất nhanh. Phòng ngự cũng sắp bị phá rồi. Trường không thanh ma trận cuối cùng cũng sẽ bị đám đầu lâu kia cắn vỡ mà thôi. Giác, choang. Phu quân, Niệm Nhi, lần này sợ là không có duyên gặp lại hai người được nữa rồi. Huynh. Uy lực của kiếm chiêu này đã ngang bằng với cường giả của thân biến cảnh rồi. Viên minh này là từ đâu mà đến vậy? Là viện binh sao? Na Trinh. Mình đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như Na Trinh đột nhiên xuất hiện giải cứu tình thế nguy hiểm này thì tốt biết mấy. Nhưng mà mình cũng biết, cho dù là nguyện vọng như vậy, vũ trụ này lại rộng lớn như vậy, sao chàng ấy có thể biết được mình đang rơi vào nguy hiểm được? Không ngờ chàng ấy đã tới rồi. Những người này đều là người đã thắng cuộc ở trong chiến trường mộng ảo, không ngờ bọn họ cũng đã tới đây rồi. Đầu lâu nhỏ này đang xông về phía người dẫn đầu trong trận. Nhóm sao kỳ diệu, sức mạnh đáng sợ quá. Đa tạ đã giải vây. Chỉ là nếu như những đầu lâu nhỏ này không bị tiêu diệt triệt để, bọn nó sẽ cũng quay lại thôi. Thiên mệnh huynh, nhà cả huynh đấy. Xe
Thiên mệnh huynh, sao huynh lại làm được vậy? Ta vốn dĩ muốn phát huy ngũ hành chi thuẫn của mình, nhưng đầu lâu nhỏ này, nếu như muốn cắn bể nó, có lẽ phải cần đến 8 đến 10 năm, nhưng mà cách của thiên mệnh huynh càng có hiệu quả hơn. Đằng xa giải chú, đằng xa kiếm vốn dĩ có thể phá giải lời nguyền của thiên hạ, cho dù là sát khí trên người ngươi, cũng có thể một kiếm chạm hết. Nhưng mà những đầu lâu nhỏ này, nếu như không hủy hết, cuối cùng cũng là một tai họa ngầm. Sau này phải làm thế nào đây? Yên tâm, lát nữa thì ngươi sẽ biết làm thế nào mà giải lời nguyền thôi. Phu quân, tiểu điệp, cuối cùng ta cũng đã gặp được là rồi. Chàng gặp Liễm Nhi chưa? Rồi. Thằng bé vẫn tốt chứ? Đợi thu dọn những cái này thì chúng ta sẽ quay về Vân Điện. Nhưng mà những đầu lâu nhỏ này phải làm sao đây? Yên tâm, giao cho thiên mệnh huynh là được. Khe dẹt. Đây là liên kết nguyền rủa. Lời nguyền là một loại công kích đặc thù, dưới hoàn cảnh đặc biệt không thể phá giải lời nguyền. Những thứ này đều sẽ không bị hủy diệt. Mình nghe nói lời nguyền lớn mạnh đến từ tà thuật ở trong thần vực, trong vũ trụ dường như không ai có thể giải được, hoặc là trong quá trình giải khá rắc rối. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhưng mà sau khi liên kết lời nguyền đã hiện rõ thì rất dễ bị đứt, đụng nhẹ cũng đã đứt rồi. Dầm. À thì ra đơn giản như vậy. Xe. Đa tạ ơn cứu mạng của các vị, đừng khách sáo. Nếu như không phải ngươi ra tay giúp đỡ thì người bên trong e là không sống sót tới bây giờ. Không cần khách khí, cũng là trách nhiệm mà thôi. Tất cả các bóng mờ đều đã bị loại bỏ đi rồi. Có lẽ là vậy, ta không phát hiện ra các bóng mờ của sinh linh khác. Nhưng mà ta dùng ý niệm của đại thiên thế giới cảm chi một chút, cũng không cảm chi được bóng mờ sinh linh khác đánh nén. Không phải chứ? Thượng cổ vô tộc khí thế mạnh mẽ ở thượng giới, giết cả Giang Chính Nghĩa rồi sao? Trong hạ giới cũng có sự tồn tại của sinh linh, nhưng dường như không có nguy hiểm. Lẽ nào bọn họ còn có âm mưu khác?